Vâng, chào mừng quý khách đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Kinh Bắc. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 10 tháng 8 năm 2020. Và trong video clip ngày hôm nay thì sẽ em vừa hoàn thiện xong một cặp lục bình phong thủy bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi. Hàng được pha theo thông số kỹ thuật là hàng cao 1m7 nhân được cái bục là 50. Một cặp sản phẩm mà sẽ em hàng chọn gỗ chọn vân đỉnh cao cũng như là hàng lục lạc liền một khối bằng chất liệu là gỗ cẩm vàng của Lam Phi. Và trên này quý vị đang theo dõi là một cặp lục bình mà sẽ em cắt từ một thân ra nên là độ đồng đều về sắc vân cũng như là sắc gỗ nó rất là tương đồng với nhau. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm. Nếu quý khách nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để cùng sướng em đi vào đường vân thửa gỗ cũng như phần công khai công bố giá thành để cho quý vị có thể tham khảo. Và cặp sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là một cặp sản phẩm hàng chọn vân chôn đỉnh cao quý vị nhé. Đó, quý vị có thể chiêm ngưỡng toàn bộ những cái đường vân thửa gỗ ở cái phần bụng mình là những đường vân chôn rất đẹp và phần dưới bụng đây nó rất là dày vân quý vị nhé, rất là dày vân đó. Và chất liệu là gỗ cẩm vàng của Lam Phi, và chất gỗ cẩm vàng thì rất là nhiều video clip em đã giới thiệu về chất liệu gỗ cẩm vàng là một dòng gỗ cực kỳ là quý với tom gỗ rất là mịn quý vị nhé, tom gỗ rất là mịn. Và khi quý khách sử dụng một cặp lục bình bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi thì không lo mối mọt, không lo cong vênh cũng như là không lo lứt răm lứt toát, và hơn nữa là nó không bị sủ nhựa quý vị nhé, không bị sủ nhựa. Và bên em là phủ sơn BU với chất liệu sơn O7, dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, nó đưa ra mắt một mặt hàng có chất lượng cực kỳ là cao. Và những cặp sản phẩm hàng siêu VIP đỉnh cao này nó đã tạo lên một cái thương hiệu của bên Đồ Gỗ Kinh Bắc. Những cặp sản phẩm hàng chọn gỗ chọn vân đỉnh cao cũng như là hàng lục lạc liền một khối, bên em nói không với chấp ghép quý vị nhé, nói không với chấp ghép cũng như là vẽ vân, họ rất là đẹp. Đây quý vị có thể chiêm ngưỡng toàn bộ những cái đường vân thửa gỗ trên cái bộ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là một cặp sản phẩm đẹp không tì vết đó. Những cái đường vân thửa gỗ ở phần cổ bình này rất là dày vân quý vị nhé. Và tâm tim của cặp lục bình của ngày hôm nay em giới thiệu là một cặp sản phẩm có tâm tim nó cực kỳ là nhỏ, tâm tim rất là im quý vị nhé. Họ tâm tim rất im, và với việc tâm tim im thì không lo những cái đường ăn phá nước từ tâm tim ra ngoài phần cổ bình, rất là đẹp. Đây quý vị có thể chiêm ngưỡng toàn bộ những cái đường vân thửa gỗ và cái tom gỗ, đặc biệt là cái tom gỗ của sản phẩm lục bình bằng chất liệu gỗ cẩm vàng thì nó rất là nhỏ quý vị nhé, rất là nhỏ, rất là mịn đây. Và cái hình dáng hình học của sản phẩm lục bình phong thủy thì sợ em tiện ra lúc nào cũng theo một cái kích thước cũng như là một cái quy chuẩn của bên sửa đồ, của bên sửa đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc mà bên sợ em đã nghiên cứu rất là kỹ. Và trong phong thủy thì lục bình đem lại sự may mắn cũng như là tiền tài tài lộc về cho gia chủ. Và cặp sản phẩm lục bình thì quý vị có thể kê tại không gian phòng khách, không gian phòng thờ cũng như là nhà hàng, khách sạn hoặc là cửa hàng để nó chiêu tài chiêu lộc cũng như là hít khí, để cũng như là nó hút khí vượng về cho gia chủ quý vị nhé. Đó, lục bình thì nó rất là nhiều ý nghĩa, đem lại tiền tài tài lộc, sức khỏe cũng như là may mắn về cho gia chủ cũng như là hút nhiều khí vượng, rất là đẹp quý vị nhé. Và ước tính trong một cặp lục bình phong thủy hàng cao 1m7 nhân được kính bụng là 50 thì hiện tại sở em ước tính nó nặng khoảng tầm 400kg trên một cặp, tức là một chiếc nó sẽ nặng tầm 200kg. Và giá thành cho một cặp lục bình phong thủy bằng chất liệu gỗ cẩm vàng hàng cao 1m7 nhân được kính bụng là 50 thì hiện tại sở em đang chào bán với giá là 38 triệu đồng. Và bên em có hỗ trợ quý khách là 50km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và toàn bộ thông tin chi tiết của sản phẩm, nếu quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu thì có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với sở em theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 400 và 0868 82 400. Và quý vị nào có điều kiện ở gần thì có thể về trực tiếp tại sở đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc, ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để được đo đạt nghiệm thu. Và ngoài ra thì sở em còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và bên trong kia sở em có rất là nhiều các cặp lục bình phong thủy bằng chất liệu như là gỗ hương đá, hương đỏ, cẩm vàng của Lam Phi, từ chiều cao là 1m27 cho đến 2m17 quý vị nhé. Và quý vị nào có điều kiện ở gần thì có thể về trực tiếp tại xưởng để nghiệm thu cũng như là đến mộc sở thị để mắt thấy tay sờ cũng như là kiểm tra và đưa ra những nhận xét về cặp lục bình phong thủy. Và cặp lục bình phong thủy ngày hôm nay giới thiệu là một cặp lục bình phong thủy bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Lam Phi, hàng chọn vân chun VIP vị nhé, hàng chọn vân chun cực kỳ đỉnh cao đó. Và cặp sản phẩm ngày hôm nay thì có đường kính là 50 cũng như là kích thước chiều cao theo thước số đỏ lô ban là 1m67 quý vị nhé, 1m67 theo thước số đỏ lô ban hay còn gọi là 1m7, với những cái đường vân thửa gỗ là vô cùng là tuyệt vời. Và em sẽ đi lại một vòng để cho khách hàng có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp cũng như là toàn bộ những cái đường vân thửa gỗ trên bộ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu. Đó, toàn bộ những cái đường vân thửa gỗ đều là vân thật, gỗ tự nhiên quý vị nhé. Và bên em nói không với vẽ vân, và bên em là phủ sơn BU với chất liệu sơn O7, dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Nó đưa ra mắt một mặt hàng có chất lượng cực kỳ là cao cũng như là nó tạo lên một cái thương hiệu của bên sửa đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và giá thành
chỉ có 38 triệu đồng và bên em có hỗ trợ với khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Rất là đẹp quý vị nhé, toàn bộ những cái đường vân chun, những cái đường vân thở gỗ đều là vân thật gỗ tự nhiên. Và video clip của em xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.